Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính như sau. Vĩnh Long tổ chức lễ dỗ Quốc tổ Hùng Vương. Đoàn đại biểu quân dân chính đảng tỉnh Vĩnh Long viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một nghe người dân nói có phóng sự, người dân phấn khởi về sự đổi mới của quê hương sau 40 năm thống nhất đất nước. Tin trong nước, khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Khai mạc hội chợ Mekong Expo 2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thiêng liêng hướng về cội nguồn dân tộc và khí thế tưng bừng cả nước chào mừng các ngày lễ lớn, sáng nay tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tri ân công đức các vua hùng tại nhà thờ các vua hùng trong khuôn viên bảo tàng tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có ông Trần Văn Rón, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương, các vị chức sắc cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, sinh viên, học sinh và nhân dân. Thời đại vua Hùng là thời đại mở đầu rực rỡ của lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đời này sang đời khác, các vua Hùng đã tiếp nối xây dựng nên nước văn lang với nền văn minh lúa nước, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ và vững bền của đất nước trong suốt mấy ngàn năm qua. Hướng về cội nguồn hôm nay, những người con của đất Vĩnh Long tụ hội về đây bằng tất cả lòng thành kính, tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên, báo công lên quốc tổ những thành quả quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà nỗ lực đạt được trong năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm phấn đấu trong thời gian tới. Chúng ta hãy cùng thắp nén hương lên bàn thờ tổ, nơi thờ tự các bậc tiền nhân có công dựng nước với tấm lòng thành kính tri ân, và hãy tự hứa với bản thân mình sống có trách nhiệm với đất nước, quê hương, xứng đáng với anh linh quốc tổ. Đảng bộ, dân và quân của tỉnh Vĩnh Long quyết tâm xây dựng tỉnh nhà tiến nhanh hơn nữa ở trong công cuộc xây dựng kiến thiết một vùng đất giàu tiềm năng nổi tiếng, địa linh nhân kiệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới. Sau hội trống khai lễ của ông Trần Văn Rón, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, trong không khí thiêng liêng thành kính, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng toàn thể đại biểu tham dự lễ đã lần lượt vào dâng hương và phẩm vật lên các vua hùng. Trong số hơn 70 món phẩm vật được dâng lên quốc tổ, không chỉ là đặc sản của các địa phương mà còn có cả những món phẩm vật được chuẩn bị khá cầu kỳ, đầy tâm ý. Ba cái đòn bánh tét thật to và dựng đứng lên, và ba cái đòn đó mang ý nghĩa là thể hiện là ba miền, ba cây dụm lại nên hòn núi cao, thể hiện sự đồng lòng. Và ở dưới nền của cái ba cái đòn bánh tét đó là một cái thảm mạ, tức là một cái đất nước nông nghiệp, đất và mạ đang lên. Phía trên là cái hoa sen là một cái hoa tinh tú để dâng lên vua Hùng. Lúc thắp hương thì mọi người cũng mong muốn rằng là cũng tâm nguyện là Sở Giáo dục quyết tâm đưa ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh Long phát triển. Trong khuôn khổ lễ dỗ Quốc tổ Hùng Vương năm nay còn diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao như chương trình biểu diễn võ thuật, dưỡng sinh và thi đấu cờ người diễn ra vào sáng nay. Hội thi gói bánh chưng, bánh tét, hành trình thắp lửa truyền thống với hình thức hội trại, giao lưu văn nghệ diễn ra vào hôm qua. Những hoạt động này đều mới hơn so với những năm trước đây, tạo nên điểm nhấn cho lễ dỗ Quốc tổ Hùng Vương năm nay, đồng thời cũng tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Năm nay chúng ta tập trung thêm cái phần hội để làm phong phú thêm cái hoạt động lễ hội nhân cái dỗ tổ Hùng Vương. Là những cái hoạt động đó thì nó
là truyền thống của dân tộc. Nhưng mà trong những năm gần đây thì giới trẻ cũng khá xa lạ đối với các cái loại hình này, cho nên chúng tôi cũng muốn lưu giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Những ngày này, người dân ở khắp mọi nơi lại hướng về nguồn cội với những tình cảm thiêng liêng cao cả nhất. Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm cũng vì vậy trở thành biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc. Nhắc nhớ về quốc tổ, công đức tiền nhân cũng chính là thông điệp gửi đến thế hệ hôm nay. Hãy luôn hướng về nguồn cội với tất cả tấm lòng, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những hành động thiết thực và hiệu quả nhất. Liên tục chương trình là những thông tin hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sáng nay, đoàn đại biểu quân dân chính đảng tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại lễ viếng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Út, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đặt vòng hoa trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hiện là nơi an nghỉ của hơn 3.000 liệt sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và đến thắp hương tại từng mộ phần để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình cho dân tộc. Sau buổi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đoàn dân quân chính đảng cũng đến dân hương tại đền thờ 35 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, khu vực sân bay Vĩnh Long. Cũng trong sáng nay, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm với chủ đề Vĩnh Long 40 năm xây dựng và phát triển. Triển lãm bao gồm 346 hình ảnh và 27 biểu đồ có kèm theo số liệu và bản thuyết minh của các sở ngành tỉnh với nội dung giới thiệu về những thành tựu kết quả tiêu biểu đạt được của tỉnh nhà trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng qua 40 năm xây dựng và phát triển. Trong phần giới thiệu thành tựu tiêu biểu, từng ngành đơn vị cũng đã làm nổi bật lên những sáng kiến, sản phẩm mới đạt chất lượng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, trên địa bàn tỉnh có thêm 2 công trình được khánh thành đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sáng nay, công ty cổ phần Xuyên Việt tổ chức lễ bàn giao nhà khách công an tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Thiếu tướng Lê Văn Út, Giám đốc Công an tỉnh. Công trình nhà khách công an tỉnh Vĩnh Long được xây dựng trên diện tích 1.442 m², quy mô 38 phòng nghỉ, với tổng vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng do Bộ Công an cấp. Phần kinh phí của tỉnh đối ứng trên 360 triệu đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công an tỉnh trong việc bố trí nơi nghỉ và làm việc cho các đoàn khách đến công tác tại tỉnh Vĩnh Long. Chiều nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng và cải tạo trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Công trình được đầu tư kinh phí gần 60 tỷ đồng, gồm xây mới 25 phòng học, nhà ăn, ký túc xá và nhà đa năng, cải tạo 9 phòng học, khối thư viện, phòng chức năng và khối phụ trợ học tập. Công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu trở thành ngôi trường tiên tiến trong khu vực và cả nước. Sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, ông Quỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, tiếp và làm việc với Thứ trưởng có ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Quỳnh Văn Tý đã bày tỏ phấn khởi về sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển trong thời gian qua,
đồng thời bày tỏ mong muốn địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh phát triển hơn nữa, nhất là đối với công tác đào tạo nghề. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Rón ghi nhận sự quan tâm của Thứ trưởng cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dành cho Vĩnh Long trong thời gian qua. Ông cho biết tỉnh sẽ hỗ trợ hết mình cho sự phát triển của các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh, nhất là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ở các ngành nghề khối kỹ thuật, đồng thời mong muốn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ Vĩnh Long trong công tác giáo dục đào tạo nghề, góp phần tích cực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ trưởng, theo đó, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quỳnh Văn Tý đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long về tình hình phát triển nhà trường thời gian qua và chiến lược phát triển đến năm 2020. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. 7 tập thể và 44 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc được biểu dương tại hội nghị này. Năm qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo đảng viên và quần chúng trong khối đảng bộ khối tham gia. Kết quả đã có gần 2.700 cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Qua đó, có nhiều tập thể cá nhân đã cụ thể hóa bằng hành động thiết thực hiện tốt các cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết của cơ quan đơn vị. Ngoài biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh còn khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân tham gia hội thi viết về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, sau 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngoài sự thay đổi rõ nét trên các lĩnh vực đời sống xã hội, điều mà chúng ta dễ thấy là sự thay da đổi thịt ở các vùng nông thôn của tỉnh Vĩnh Long, nhất là từ khi phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, tạo nên một diện mạo mới cho các vùng quê vốn trước đây còn gặp nhiều khó khăn. Sau 40 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, những nông dân này rất phấn khởi vì vùng nông thôn thuộc ấp Hiếu Hòa B, xã Hiếu Nhân, huyện Vũng Liêm vừa mới khánh thành một cây cầu. Công trình góp phần xóa hoàn toàn cầu khỉ trên địa bàn xã, tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân. Trước đây vấn đề đi lại của địa phương mình thì bởi vì đường đây là cái vùng trũng, vùng đất địa trũng nên đường đi lại là rất khó khăn. 40 năm đổi mới thì địa phương đây, nhà nước cũng có quan tâm để lo cho người dân ở địa phương. Vùng nông thôn sâu như của chúng tôi ở đây có những cây cầu và nói những tuyến đường để cho thuận tiện bà con lại là nhất là cái con em học sinh là đi học nó được thuận tiện là nó đi được ổn định hơn, cái việc học hành nó ít lo hơn, làm nó bà con rất là mừng. Sự thay đổi ở những vùng nông thôn có thể cảm nhận được ở bất cứ nơi đâu trên địa bàn tỉnh. Nếu như năm 1975, toàn tỉnh chỉ có 24 km đường ô tô, 20 xã có đường ô tô đến trung tâm, thì hiện tại tỉnh Vĩnh Long đã xóa 100% cầu khỉ, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Toàn tỉnh hiện đã có gần 1.300 km đường ô tô, trong đó có 229 km đường tỉnh, gần 500 km hương lộ, gần 200 km đường liên ấp và trên 2.000 km đường liên xóm. Đó ở đây ha, lội bưng lội biển không mà chú ơi, cái nhà nước mới cho là được cái bờ đê đi, rồi rồi đây rồi cho điện, rồi cho đường đi nó mừng dữ lắm á, rồi cho được điện, được đồ đủ hết rồi, bây giờ được cái cầu này nữa là hoan nghênh dữ lắm rồi. Bây giờ là hết còn mong cái gì nữa đó. Năm 1975 giải phóng đó, phải nói là nó khác xa, một trời một vực. Có nghĩa là nó đạt trên gần như 100% là thay đổi của quê hương luôn. Tôi nói ví dụ như cái đường này của liên ấp tôi thôi, hồi xưa đâu có, đường đất cũng chưa có nữa. Rồi sau khi bắt đầu giải phóng xong, thì đất nước bắt đầu thay đổi, có những cái thay đổi màu mỡ. Bắt đầu đường liên ấp có liên ấp, liên xã có liên xã, bà con muốn đi lên xã thì nó cũng không có đi xuồng đi ghe như hồi xưa cực khổ lội bộ hay là đón một chiếc Honda ôm hay là đi một chiếc taxi không có. Còn bây giờ cần là điện tới là có. Cái điều đó là một sự thay đổi rất lớn và mạnh mẽ đối với quê hương tôi. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo khẳng định những chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước hợp lòng dân.
hệ thống giao thông hoàn thiện không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Sáng nay, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng thành công công cuộc đổi mới đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đã ôn lại thân thế sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là công cuộc đổi mới của đất nước ta. Uống nước nhớ nguồn nhằm khẳng định tôn vinh những công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Năm 2008, Ban Bí thư đã cho chủ trương về việc xây dựng tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại thành phố Hưng Yên. Công trình đã hoàn thành trong niềm vui tự hào của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc về tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên phát huy truyền thống dân hiến, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế nguồn lực của tỉnh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa tỉnh nhà phát triển mạnh trong thời gian tới. Chiều nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức meeting kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đến dự có các đồng chí nguyên là thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ, các tướng lĩnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Phát biểu tại lễ meeting, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9, ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của Đảng, quân dân ta trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng vũ trang và phương pháp đấu tranh cách mạng, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tại buổi lễ, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nguyện noi gương tinh thần kiên cường bất khuất của thế hệ cha ông đi trước, nỗ lực học tập rèn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo chỉ huy giao phó. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay tại hội trường Trung đoàn Bộ binh 3 Quân khu 9, Tiểu đoàn Bộ binh 312 long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiểu đoàn Bộ binh 312 thuộc Trung đoàn 3 Quân khu 9 được thành lập vào ngày 10 tháng 2 năm 1968 tại vùng giải phóng xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Nhiệm vụ chính được phân ban khu ủy và Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân khu giao cho là kiềm chế Sở Chỉ huy Sư đoàn Chính ngụy tại thị xã Sa Đéc. Sau đó, tiểu đoàn được giao nhiệm vụ đứng chân trên chiến trường Vĩnh Long, Trà Vinh, hỗ trợ và cùng địa phương phá kiềm mở rộng vùng giải phóng. Những trận đánh tiêu biểu của tiểu đoàn là trận phục kích tiêu diệt tiểu đoàn 43 biệt động quân tại Kênh Đào, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, trận phục kích tiêu diệt tiểu đoàn Bảo An 403 tại lộ Hàng Me, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, trận phục kích đánh tiểu đoàn Bảo An 521 tại ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, trận phục kích đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 443 tiểu khu Vĩnh Long tại rạch Thông Quang, xã An Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long và trận đánh vào tiểu khu Vĩnh Long. Với những thành tích trong chiến đấu, những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, tiểu đoàn bộ binh 312 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 27 quân huy chương các hạng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế, tiểu đoàn 312 về nước tiếp tục xây dựng đơn vị trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong trung đoàn. Trải qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 312 luôn nêu cao ý thức trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, phát huy tốt truyền thống dân tộc của quân đội và đơn vị, luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng không chùn bước, luôn xây dựng mối đoàn kết gắn bó trên dưới một lòng, vững vàng ý chí và hành động, kiên quyết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ giao. Với những thành tích đã đạt được, tiểu đoàn 312 vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với chủ đề tăng cường hợp tác phát triển sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao,
Hội chợ Mekong Expo 2015 đã khai mạc sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm và là một trong những sự kiện chính của thành phố Cần Thơ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Hội chợ có sự góp mặt của 200 đơn vị doanh nghiệp các tỉnh thành trong cả nước với gần 450 gian hàng tham gia trưng bày giới thiệu với các mặt hàng chủ yếu như sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao, các loại cây giống. Ngoài trưng bày giới thiệu hàng hóa, hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo về công nghiệp, trưng bày giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ sau 40 năm giải phóng. Hội chợ là cơ hội tốt cho các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức kinh tế quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao, tăng cường liên kết, hợp tác sản xuất, đầu tư mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Hội chợ sẽ diễn ra đến ngày 2 tháng 5 năm 2015. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới, với nội dung chính như sau. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 nhấn mạnh tầm quan trọng của những nguyên tắc đã được các thành viên ASEAN nhất trí liên quan đến vấn đề Biển Đông. Công tác khắc phục hậu quả động đất tại Nepal tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Đến nay đã có gần 4.000 người thiệt mạng, trong khi hàng chục ngàn người đang phải đối mặt với cảnh khan hiếm lương thực. Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 26 đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự phiên họp toàn thể, tập trung bàn phương hướng thúc đẩy hình thành cộng đồng ASEAN trong năm 2015. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2015 của Malaysia với chủ đề Người dân của chúng ta, cộng đồng của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta. Trong phiên họp toàn thể, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thảo luận về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau phiên họp, Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Razak, đồng thời là Chủ tịch hội nghị cho biết, các nhà lãnh đạo đã một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của những nguyên tắc đã được các thành viên ASEAN nhất trí liên quan đến vấn đề Biển Đông. Các nguyên tắc mà chúng tôi nhất trí là khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Thủ tướng Malaysia cũng khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục đối thoại với Trung Quốc, bày tỏ hy vọng các bên nhanh chóng hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, giải quyết những khác biệt một cách xây dựng, không đối đầu. Không quân Israel rạng sáng nay đã không kích một nhóm phiến quân từ Syria phá âm mưu đánh bom nhằm vào binh sĩ Israel tại cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ của Syria mà Israel đã chiếm đóng trong nửa thế kỷ qua. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã phát hiện được một nhóm phiến quân có vũ trang đang tiến tới phía cao nguyên Golan do Israel kiểm soát vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 giờ địa phương, tức 1 giờ 30 phút sáng nay giờ Việt Nam. Những kẻ này chuẩn bị cài thiết bị nổ gần hàng rào ranh giới nhắm vào binh sĩ Israel. Vì vậy, Israel đã triển khai chiến đấu cơ tấn công đánh chặn nhóm phiến quân này. Quân đội Israel không xác nhận số thương vong, song theo truyền thông địa phương, tất cả 4 đối tượng trong nhóm đã bị tiêu diệt. Hiện chưa có tổ chức nào nhận đứng đằng sau âm mưu đánh bom trên. Israel đặc biệt quan ngại về vấn đề an ninh biên giới với Syria kể từ khi nội chiến nổ ra tại quốc gia láng giềng này cùng với sự xuất hiện của phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin nhắn đáng chú ý. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố vào hôm nay, ông Nursultan Nazarbayev đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Kazakhstan vào hôm qua với 97,7% số phiếu ủng hộ, bỏ xa hai ứng cử viên còn lại để tiếp tục giữ cương vị nguyên thủ quốc gia Trung Á này. Như vậy, đây là nhiệm kỳ tổng thống Kazakhstan thứ 5 của ông Nazarbayev. Với hơn 95% cử tri đi bầu, cuộc bầu cử tổng thống Kazakhstan lần này lập hai kỷ lục về số cử tri đi bỏ phiếu cao và số phiếu ủng hộ mà ông Nazarbayev giành được. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay đã phê chuẩn kế hoạch của một tổ chức dân sự đưa 15 tấn phân bón viện trợ sang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tới. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc cho phép viện trợ phân bón cho Triều Tiên kể từ khi Seoul áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng hồi năm 2010 sau vụ đắm tàu Chonan của Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng mà Seoul cáo buộc là do ngư lôi của Triều Tiên đánh chìm. Hải quan Thái Lan hôm nay cho biết đã thu giữ 3 tấn ngà voi cất giấu trong các container vận chuyển trà từ Kenya vừa cập cảng Chonburi, miền trong Thái Lan vào hôm qua. Đây là vụ bắt giữ ngà voi lậu lớn thứ 2 trong lịch sử Thái Lan. Số ngà voi trên có giá trị khoảng 6 triệu đô la Mỹ
và từng được vận chuyển trót lọt qua Sri Lanka, Malaysia, Singapore trước khi đến Thái Lan. Giới chức Pakistan vừa xác nhận ít nhất 44 người đã thiệt mạng và 202 người khác bị thương trong một trận bão đổ bộ vào khu vực Tây Bắc nước này vào đêm qua. Thành phố Peshawar là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bão kèm theo mưa đá cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến mùa màng của nông dân. Ba ngày sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Nepal, số người được xác nhận thiệt mạng liên tục tăng. Đến nay, con số này đã lên tới gần 4.000 người. Trong khi các lực lượng Nepal và quốc tế đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ nhân đạo, thì hàng chục ngàn người dân sống sót sau trận động đất đang phải đối mặt với cảnh khan hiếm lương thực, phải trú ẩn trong những chiếc lều tạm bợ hay thậm chí là chịu cảnh màn trời chiếu đất. Tại thủ đô Kathmandu, hàng ngàn người đã chạy ra các công viên hay khoảng đất trống dựng lều ở tạm. Trong đó có những người đã mất nhà cửa, trong khi nhiều người còn nhà thì cũng không dám ở lại do sợ nhà sập vì dư chấn. Hội chữ thập đỏ đã phân phát lựu bạc cho chúng tôi, nhưng không đủ vì có quá nhiều người. Tối hôm trước trời mưa lớn, chúng tôi phải cầm dù mà ngồi suốt đêm, chẳng thể nào ngủ nổi. Nhưng dẫu sao, chị vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Tôi đã ở đây 3 ngày rồi, đợi mãi mà vẫn chưa thấy ai đến giúp. Không có chỗ trú, nên hồi tối hôm qua, người lớn chúng tôi và cả bọn trẻ đều phải dầm mình dưới mưa. Trong khi đó, hàng ngàn người nước ngoài đang tập trung tại sân bay ở Kathmandu để chờ được sơ tán khỏi Nepal cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ở đây không có gì để ăn, ngay cả nước uống cũng không. Dù bạn có tiền đi nữa thì cũng không có thứ gì để mua. Đã 2 ngày rồi chúng tôi chưa ăn gì, không có chỗ ngủ mà trời thì lại hay mưa. Ngoài khan hiếm lương thực và nước, Liên Hiệp Quốc đang quan ngại khả năng bùng phát dịch bệnh tại Nepal trong điều kiện vệ sinh kém và thiếu thuốc men sau thảm họa. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.